Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Thái Nguyên quyết tâm thực hiện các mục tiêu công tác dân số trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Quản trị, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Chính phủ nhân dịp đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh lớn lao đó cùng với bản hùng ca của các thế hệ thương binh liệt sĩ đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản anh hùng ca bất tử trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người ở thôn Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của người. Đoàn kính cẩn báo công lên Bác những kết quả, thành tích mà Cục Quản trị, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua, nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách của người, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước. Cũng trong chương trình, đoàn đã đến thăm các di tích lịch sử, sinh hoạt chính trị tại khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Cũng trong ngày 11 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên để đánh giá về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh chung dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt 2,63%. Đối với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm 10,3%. Theo đó, bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,06% một năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra với tổng nguồn lực huy động cả giai đoạn đạt trên 600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương và các nguồn lực khác đạt trên 59 tỷ đồng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72%. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh đã có 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Về những kiến nghị của tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và hứa sẽ xem xét phối hợp với các bộ ngành liên quan để tỉnh Thái Nguyên triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác, đồng thời mong muốn Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, cũng cần có những chính sách đặc thù phù hợp để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đối với các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngày 11 tháng 7, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Giáo dục Hướng nghiệp, Giải quyết việc làm và Tư vấn tuyển sinh năm 2020. Dự ngày hội có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều mô hình giáo dục hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên đã được thực hiện sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng giúp ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Trong đó tiêu biểu là chương trình Ngày hội việc làm đã thu hút được trên 15.000 lượt đoàn viên tham gia, tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp, thanh niên với nghề nghiệp, việc làm cho trên 20.000 lượt sinh viên,
giải ngân được trên 650 tỷ đồng cho các trường hợp thanh niên phát triển kinh tế, học sinh, sinh viên đang học tập và các trường hợp chính sách khác thông qua hệ thống các tổ tiết kiệm vay vốn do đoàn thanh niên quản lý. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đánh giá cao các kết quả đã đạt được về công tác hướng nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác này cần được tăng cường tốt hơn nữa, đặc biệt chú trọng đến chuẩn đầu ra của các cơ sở giáo dục và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị việc làm để cung cấp nguồn nhân lực thích hợp hiệu quả. Tại ngày hội, trên 3.000 học sinh, sinh viên đã được tham gia nhiều hoạt động phong phú như tọa đàm giáo dục hướng nghiệp, định hướng việc làm trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, giao lưu kết nối học sinh, sinh viên với các cuộc thi tìm kiếm tài năng của Đại học Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đẩy lùi COVID-19, cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc lựa chọn là đề tài Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay. Không chỉ có nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc triển khai và thực hiện các mục tiêu về công tác dân số cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, hệ thống làm công tác dân số các cấp cùng chính quyền địa phương đang hết sức quan tâm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Lần mang thai thứ hai lại đúng vào thời gian đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Chị Nguyễn Thị Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ luôn chủ động phòng chống COVID-19, đồng thời trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc thai kỳ bằng cách tiếp cận với y tế cơ sở. Trong cái thời gian COVID ý, thì cái quan tâm nhất của mình là vấn đề dinh dưỡng. Mình phải chú trọng về dinh dưỡng, đảm bảo tất cả sức khỏe cho cả mẹ và cả bé. Với lại về vệ sinh cá nhân hàng ngày, với lại vệ sinh quanh nhà mình. Thì tất cả mọi việc là mình vẫn làm thường xuyên hàng ngày. Xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ là địa chỉ thường trú của bệnh nhân COVID-178 ở Việt Nam. Mặc dù lộ trình di chuyển của bệnh nhân không về tới địa phương nơi cư trú, song công tác y tế ở cơ sở vẫn đặt sự cảnh giác và phòng chống dịch lên mức cao nhất. Trạm y tế xã đã tích cực huy động đội ngũ cộng tác viên dân số để theo dõi sức khỏe nhân dân, đặc biệt là kiên trì mục tiêu cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tới các đối tượng, chú trọng tới nhóm phụ nữ đang mang thai. Đối với trạm y tế xã Phú Thịnh chúng tôi thì vẫn cung cấp các dịch vụ kế hoạch gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ có thai và trẻ vị thành niên. Chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai và thực hiện chiến dịch khám phụ khoa cho các đối tượng phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng, khám phát hiện về sàng lọc ung thư cổ tử cung. Ngay sau khi dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, cùng với toàn tỉnh, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã được tổ chức tại xã Hòa Trung, huyện Đồng Hỷ. Chiến dịch nhằm nỗ lực thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tới chị em phụ nữ của địa phương, góp phần ổn định dân số và kinh tế xã hội trên địa bàn. Tôi thấy cái chương trình này thì thật sự là cần thiết cho chị em, bởi vì hàng năm chị em được đi kiểm tra miễn phí các cái gói dịch vụ thì thật sự là nó cũng rất thuận lợi, rất bổ ích cho chị em. Thế vì vậy là bản thân tôi thì tôi cũng rất mong là làm sao mà chương trình cũng cứ phát huy, là một năm cũng có hai cái chiến dịch để mà chị em được kiểm tra về sức khỏe. Chiến dịch này thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả cho chị em phụ nữ mình ạ. Ví dụ như chăm sóc sức khỏe, kế hoạch gia đình, hóa gia đình ạ. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số trên địa bàn cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm 2019. Các chương trình đề án như sàng lọc trước sinh và sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, chiến dịch truyền thông, lồng ghép, cung cấp dịch vụ, kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong cái thời gian 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động để cho người dân hiểu hơn về chính sách dân số trong tình hình mới. Thứ hai, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ để chúng ta có thể thực hiện được các dịch vụ dân số, trong đó quan tâm chú trọng nhiều về dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó thì cũng đẩy mạnh cái công tác kiểm tra giám sát thường xuyên tại cơ sở để tăng cường cái hoạt động hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Giải pháp cụ thể được đặt ra sẽ là cơ sở để ngành y tế tiếp tục kiên trì thực hiện và hoàn thành các mục tiêu về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự chủ động thực hiện của mỗi người dân để góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình thời sự. Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Đảng bộ huyện Đồng Hỷ thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình trọng tâm. Chuyện cuối tuần với vấn đề đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Ngày 11 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức trực tuyến lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, lễ ra quân được tổ chức ngắn gọn nhằm truyền tải thông điệp về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ngoài mục tiêu đảm bảo phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong năm 2020, hoạt động này cũng sẽ góp phần phát huy vai trò của cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, đã có gần 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt trên 60% kế hoạch cả năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,3%, trong đó có gần 216.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bằng 96% kế hoạch cả năm. Cũng trong ngày 11 tháng 7, tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, cũng đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời tổ chức tư vấn, tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng trên địa bàn. Tính đến hết 6 tháng năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giải ngân là 490 tỷ đồng, đạt 42,9%. Nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 800 tỷ đồng, đạt 25,8%. Ngoài ra, một số nguồn vốn như chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn nước ngoài đạt trên 40%. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm còn đạt thấp do những tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc giải ngân theo cơ chế hỗ trợ vốn của nhà tài trợ, phụ thuộc vào tiến độ. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành đơn vị và chủ đầu tư chủ động tích cực phối hợp triển khai các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Cuộc sống hiện đại ngày một phát triển, nhu cầu về nhà ở thông minh tiện ích ngày càng được người dân lựa chọn. Vì thế, nhiều dự án hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng đáp ứng nhu cầu thiết yếu này. Tất cả trong một, tạo ra một thành phố thu nhỏ, tách biệt khỏi những ồn ào của phố thị, nhưng vẫn đảm bảo về chuẩn mực, phong cách sống là những điều mà Techco Elite City hướng tới. Với tiêu chí tối ưu, mảng xanh trong những tòa chung cư, đảm bảo cân bằng cuộc sống, do đó mật độ xây dựng của Techco Elite City chỉ chiếm 38% trên tổng diện tích 21.000m2. Những mảng xanh được khai thác tối ưu trên từng góc cạnh, từ công viên, vườn yoga, vườn hoa, bãi cỏ đa năng. Mỗi căn hộ, mỗi không gian sống của Techco Elite City đều được thiết kế tinh tế, tạo ra sự riêng tư trong không gian mở. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ mang lại cuộc sống hiện đại, chuẩn sống xanh, phong cách Singapore cho người dân Thái Nguyên. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 6 đề án và 1 chương trình trọng tâm. Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân huyện Đồng Hỷ đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Một trong những nét nổi bật đó là quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi xác định đó là phát triển nông nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và nhằm mục tiêu quan trọng nhất đó là nâng cao cái thu nhập và cải thiện đời sống của người nông dân. Với quyết tâm cao độ, nhiều diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả đã được chuyển sang những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, giúp thu nhập bình quân đầu người ước đạt 33 triệu đồng một người một năm, tăng 8 triệu so với năm 2015. Cùng với trồng trọt, Đồng Hỷ luôn chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại, ứng dụng các biện pháp an toàn sinh học và bảo đảm vệ sinh môi trường. Chúng tôi đang quán triệt trong tất cả những hộ chăn nuôi
kể chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò thì nó phải kèm theo cái đề án chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong vòng 3-4 năm trở lại đây thì dân trí là thực ra nói là nó thay đổi rất nhiều cái bộ mặt của xóm. Tỷ lệ hộ giàu ở xóm cà phê thì nó cũng đạt được 40%. Bên cạnh đó, đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề cũng được thực hiện hiệu quả. Nếu như đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 18 làng nghề, đến nay đã có 37 làng nghề được công nhận, tăng cao so với chỉ tiêu đề án. Để có được kết quả đó là nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chính sách thông thoáng, giúp cho các doanh nghiệp địa phương hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trên lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện việc điều chuyển địa giới hành chính, một số xã, thị trấn thuộc huyện Đồng Hỷ đã chuyển về thành phố Thái Nguyên quản lý. Do đó, dự án xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Hỷ được triển khai một cách tích cực. Được khởi công từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã giải ngân trên 100 tỷ đồng. Hiện hạng mục trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ đang dần được hoàn thiện. Tổng khối lượng thi công đạt trên 95%. Các cái công việc thi công ngoài hiện trường thì đã được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các cái đơn vị liên quan nghiệm thu đúng, đủ, theo đúng quy định của nhà nước. Và trong thời gian tới thì Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các cái đơn vị nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thiện công trình và đưa công trình đưa vào sử dụng. Có thể thấy, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhìn chung các chương trình, đề án, nghị quyết đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện có sự lồng ghép các chương trình, đề án, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện. Các mục tiêu chủ yếu của các chương trình, đề án, nghị quyết cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điển hình như giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 1.300 tỷ đồng. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 46.000 tấn, tăng 1.700 tấn và sản lượng chè búp tươi đạt trên 39.000 tấn, tăng trên 5.000 tấn so với năm 2015. Hiện nay trên địa bàn huyện có 51 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Có 6 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cái chương trình, đề án thì huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục thực hiện chuyển tiếp một chương trình và một đề án về phát triển giáo dục. Thế và xây dựng mới 5 cái đề án và trong đó là đặc biệt tập trung xây dựng cái đề án xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị loại 5, đô thị trung tâm huyện lỵ của huyện. Mỗi đề án là xây dựng huyện Đồng Hỷ thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Nhiệm kỳ mới với nhiều chỉ tiêu mới sẽ được các đại biểu biểu quyết thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 diễn ra trong tháng 8 năm 2020. Nhìn vào kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua với nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đây sẽ là tiền đề quan trọng để cả hệ thống chính trị huyện Đồng Hỷ cùng chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và chấp thuận 460 nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp. Cùng với đó, đã hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội cho hơn 1.000 đối tượng doanh nghiệp và người lao động, giải quyết hơn 300 đơn thư về chế độ chính sách lao động và bảo hiểm xã hội. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra đình công gây mất ổn định trật tự xã hội. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đơn vị liên quan chấn chỉnh vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô. Theo đó, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiêm túc chấn chỉnh và có hình thức xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm các quy định trong quản lý hoạt động vận tải, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quán triệt lái xe, chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động giao thông vận tải, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và truy cập trích xuất dữ liệu từ các thiết bị giám sát hành trình để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các vi phạm của lái xe. Tiếp nối thành công từ ngày hội hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ năm 2019, năm nay Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Với chủ đề Thái Nguyên ngàn trái tim hồng, mục tiêu năm nay nhằm tuyên truyền và vận động khoảng 1.500 người tham gia trực tiếp ngày hội hiến máu,
tư vấn cho trên 15.000 người về bệnh tan máu bẩm sinh, tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu trong các ngày hưởng ứng. Đồng thời, huy động ít nhất 200 người đăng ký hiến máu dự bị, luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu gấp và tổ chức các hoạt động diễu hành, tuyên truyền, giao lưu tình nguyện viên về công tác vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Ngày 10 tháng 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Giáp là cựu chiến binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Thắng Lợi, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2020, sau 4 tháng thi công, căn nhà cấp 4 diện tích hơn 60m² đã được hoàn thành. Tổng số tiền xây dựng nhà là 260 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và cấp ủy chính quyền địa phương giúp đỡ. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thưa quý vị, hiện nay chúng ta đã bước vào mùa mưa bão. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong những tháng đầu năm, thì công tác phòng chống lụt bão luôn được quan tâm và chú trọng. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Nga. Mục chuyện cuối tuần ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng những hình ảnh cách đây 2 tháng. Vâng, đó là những hình ảnh xảy ra chỉ cách đây khoảng 2 tháng. Trận mưa dông kèm tố lốc bất ngờ đã gây ra những ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân cũng như là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Khoảng 50 tỷ đồng là con số thiệt hại được ngành chuyên môn thống kê chỉ sau trận mưa lốc kéo dài 2 ngày hồi đầu tháng 5. Đây có thể coi là đợt thiên tai gây ảnh hưởng lớn nhất tại Thái Nguyên từ hồi đầu năm đến nay và cũng là những minh chứng để cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của thời tiết. Theo thống kê của ngành chuyên môn, từ đầu năm đến nay thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 11 đợt thiên tai. Con số thiệt hại về tài sản lên tới gần 60 tỷ đồng. Với những cái đánh giá về mức độ nguy hiểm, diễn biến bất thường của thiên tai thì tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, tính toán các kịch bản, phương án để có thể chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu những thiệt hại do mưa bão gây ra. Và bên cạnh đó là phát huy tính trách nhiệm của cộng đồng, trong đó không để bị động, kịp thời ứng phó là những giải pháp, những nhiệm vụ được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 251 hồ chứa nước, 752 đập dâng cùng 267 trạm bơm tưới. Ngoài cung cấp nước để phục vụ sản xuất, các công trình này còn có nhiệm vụ điều tiết nước, cắt lũ, giảm ngập úng cục bộ cho vùng hạ lưu trong mùa mưa bão. Chính vì vậy, việc giữ an toàn cho các hồ đập có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đảm bảo tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của nhân dân. Bởi vậy, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, các đơn vị được giao quản lý khai thác hồ đập đã chủ động kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng phương án cụ thể cho từng công trình. Đảm bảo an toàn tại các tuyến đê xung yếu cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống lụt bão. Được khởi công từ tháng 9 năm 2019, dự án xử lý cấp bách đoạn đê xung yếu từ km 8 cộng 600 đến km 13 cộng 700 trên tuyến đê Hà Châu có tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thiện, giải quyết cơ bản các trọng điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho tuyến đê trong mùa mưa lũ. Tuyến đê này nó sát thực mới là cái đời sống của nhân dân. Một, đảm bảo về mưa lũ. Hai nữa là đường giao thông đi lại cho nhân dân là có một cái hiệu quả là từ trước đến nay chưa bao giờ có. 6 tuyến đê với tổng chiều dài gần 50 km trải dọc theo bờ hữu sông Cầu và bờ tả sông Công. Hệ thống đê của tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản cho các khu dân sinh, kinh tế, khu công nghiệp và hàng nghìn hecta đất canh tác cho thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.
Ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn tại tất cả các tuyến đê sung yếu để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết năm nay, rất nhiều hộ dân sinh sống ở gần khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn lo lắng trước cái nguy cơ sạt lở, tràn bùn thải có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Và chính vì vậy mà đảm bảo an toàn tại các khu vực này cũng là vấn đề cần phải được đặc biệt quan tâm và chú trọng. Sự việc đáng lo gần đây nhất là bãi thải số 3 của mỏ than Phấn Mễ lại xuất hiện tình trạng sạt trượt. 7 hộ dân với 21 nhân khẩu ở xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ đã được cơ quan chức năng và mỏ hỗ trợ di rời tạm thời vào ngay trong đêm. Hiện nay, mỏ than Phấn Mễ đã dừng đổ thải, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm kê tài sản của hơn 10 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án di rời đến nơi an toàn trước khi có kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của bãi đổ thải. Cái thứ nhất là phải xây dựng được cái phương án phòng chống lụt bão và chỉ đạo các cái biện pháp an toàn trong mùa mưa bão và lập các cái phương án cứu hộ cứu nạn và có cái sự phối hợp chặt chẽ đối với các địa phương có quy chế hẳn hoi. Và ngoài ra chúng tôi cũng có bộ phận tức là chuyên đi kiểm tra hiện trạng khu vực mong bãi thải. Còn với mỏ than Khánh Hòa, mặc dù năm nay diện tích bãi đổ thải đã được mở rộng do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, tuy nhiên để chủ động phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, mỏ đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể sát với thực tế hoạt động của mỏ. Chúng tôi đã xây dựng phương án và chuẩn bị vật tư, thiết bị, con người khi cần thiết. Và ngoài ra thì công ty cũng đã phối hợp với các địa phương để ứng phó với các tình huống nếu có xảy ra để kịp thời và chủ động trong công tác phòng chống bão. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 140 mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động. Địa hình các mỏ phần lớn là ở khu vực đồi núi, bị chia cắt bởi các sông suối, xen lẫn các khu dân cư. Do vậy, nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai là rất lớn nếu như không có phương án chủ động phòng ngừa. Đối với các huyện và các sở ban ngành thì tăng cường công tác kiểm tra, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm lại đối với các mỏ. Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thì phải có phương án phòng chống thiên tai cụ thể chi tiết, nhất là những cái mỏ có nguy cơ cao về sạt lở bãi thải, hồ chứa bùn thải, để yêu cầu là các cái đơn vị này là phải có phương án phòng chống thiên tai cụ thể chi tiết và có phương án phòng chống cứu nạn khi sự cố xảy ra. Dự kiến thì trong các tháng cuối năm, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài tiếng nói tỉnh Thái Nguyên, thì hiện tượng thiên tai bất thường xảy ra trái với quy luật tự nhiên và thiên tai xảy ra dị đoan và không thể lường trước được. Vì nếu chúng ta không có biện pháp kế hoạch phương án ứng phó kịp thời thì sẽ không chủ động được trong công tác phòng chống thiên tai. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của ban tỉnh Thái Nguyên thì Sở Nông nghiệp đã ra cho Chi cục Thủy lợi là xây dựng phương án và kế hoạch rất cụ thể chi tiết, và chúng tôi đã tham mưu cho sở là báo cáo ban tỉnh ban hành danh mục để phân loại hồ đập trên địa bàn tỉnh, rồi là kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án phòng chống thiên tai các cấp, rồi tham mưu cho Sở Nông nghiệp là báo cáo tỉnh là ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão trong năm 2020. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục với những hậu quả của thiên tai, nâng cao năng lực xử lý tình huống sự cố, chỉ huy điều hành tại chỗ, quán triệt có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đây là những nhiệm vụ được nhấn mạnh tại buổi làm việc của đoàn công tác trung ương tại tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng chống lụt bão vừa diễn ra. Và song song với đó thì các sở ngành của Thái Nguyên cần phải tiếp tục nêu cao công tác tham mưu về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, có kế hoạch rà soát các cái phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, dự kiến các khả năng các phương án để sát với tình hình của địa phương. Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai, thực hiện tốt việc đảm bảo thông tin thông suốt, liên lạc trong mọi tình huống. Và đó là những giải pháp mà tỉnh Thái Nguyên xác định sẽ chú trọng thực hiện để có thể làm tốt công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới. Xin được cảm ơn phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa. Và kính thưa quý vị, mục chuyện cuối tuần đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.